Rồi em xin chào tất cả mọi người ha. Thì hôm nay là ngày 22 tháng 12 âm lịch mình. Cũng là những ngày cuối năm rồi ha. Còn khoảng một tuần nữa thì tất cả mọi người đều vào đều bật chế độ nghỉ ngơi ăn Tết rồi ha. Thì nói chung về cái cây vạn thọ trong cái thời điểm hiện tại bây giờ, thật tình mà nói ha, em thật tình mà nói không còn cái gì, thật tình mà nói em không còn cái gì để mà chia sẻ đến với tất cả mọi người nữa. Thì nói chung á, clip hôm nay thì em sẽ lên với cái tiêu đề là nói về cái giá thể cho cái cây vạn thọ của mình ha, để mà cho những người mà mới trồng ha, sang năm có cái cách mà mình làm cái giá thể cho cái cây vạn thọ của mình nó ổn định hơn, nó ít sâu bệnh hơn ha, nó ít bị bệnh hơn, và thêm một phần nữa là cái cây mình nó phát triển là nói chung là ngon lành hơn ha. Thì trước khi vào cái tiêu đề hôm nay ha, thì em cũng xin nói luôn cái clip ngày nay với cái clip ngày mai nữa. Thì ngày mai ha, cái clip ngày mai thì em sẽ lên một cái video ha, mà có thể cho tất cả mọi người mới trồng ha, mới trồng hoặc là chưa hiểu rõ về cái cách đi phân của cái cây vạn thọ của mình ha. Thì ngày mai em sẽ lên cái clip tổng hợp tất cả mà cái cách mà mình đi phân cho cái giai đoạn, cho cái cây vạn thọ qua từng giai đoạn ha, để cho mọi người hiểu rõ về những loại phân mà mình đi cho cái cây vạn thọ trong cái thời điểm nào ha. Thì cái clip đó em để ngày mai em lên ha. Thì cái clip này thì hôm nay em nói về cái giá thể, tại hai cái em không thể nào em cộng chung được ha. Nếu mà em cộng chung vô thì nó quá dài ha. Thì em có cái tánh, em có một cái tật là khi mà đã không chia sẻ thôi, chứ em mà chia sẻ rồi thì em phải nói chi tiết ha, để cho mọi người hiểu, chứ không có nói kiểu mà khúc này khúc kia ha, tức là không có nói kiểu mà nói sơ qua rồi bỏ ha. Rồi thì trước tiên thì em cho mọi người xem ha. Thì trong tính đến thời điểm hiện tại bây giờ thì bắt đầu là mọi người đã bắt đầu bông nó nở ha, bắt đầu mình hưởng thụ ha, tức là mình chăm cái con vạn thọ của mình trong suốt 2 tháng mấy vừa qua, hơn 2 tháng ha. Thì nói chung là cũng phân thuốc này nọ, cũng là bệnh hoạn sâu này nọ đồ, nói chung là nó cũng gói ghen ha, nói chung cũng cực khổ. Thì bây giờ là mình hưởng thụ đi ha. Là tính đến thời điểm hiện tại bây giờ thì bông của em ha, thì nó như vậy. Thì đối với cái cây bông của em ha, thì này nhị nè mọi người xem ha, nó lúng rất là sâu. Nhưng mà đối với cái cây nè, cái bông này nè ha, bốn con ta của em khoảng 7-8 xăng nè ha, 7-8 xăng. Thì đối với cái bông này nó còn nở nữa ha, nó còn căng nữa. Tại vì mọi người xem cái nhị nè, nó lúng nè ha, nó lúng rất là sâu. Đó, này là thằng cam, thằng B3 ha. Còn thằng này là thằng B2. Thì người cho mọi người xem luôn nè ha, cái nhị của nó nè ha, cái nhị nó lúng rất là sâu. Em để xem cho mọi người xem ha. Thì đối với những cái bông như thế này thì Tết đến ngày 30 nó sẽ căng hết cỡ. Nó sẽ căng hết cỡ ha, tức là những cái bông bự bây giờ trong thời điểm hiện tại bây giờ nó sẽ căng hết cỡ, và những cái bông nhỏ nó sẽ nối tiếp. Nó sẽ nối tiếp ha, thì đến thời điểm mà khoảng 30 Tết, mùng 1 Tết thì cái bông giống em ha, như em này hiện tại bây giờ này ha. Thì lúc trước mọi người cũng đã có nói là hơi bị trễ ha, nhưng mà không có trễ ha, em nói rồi. Em cũng đã nói rồi ha, tại thời tiết năm nay rất là thuận. Thì mọi người xem năm nay ngày nay nè, 22 ha. Thì nó nở là nó bung, là nói chung nó bung dữ dằn luôn ha. Thì đây. Hai cái chậu bự của em này ha. Nè cái chậu này nè ha, là em gọi là chậu bự ha. Thì đối với hai cái chậu này là hai cái chậu 8 cây, mỗi một cái chậu 8 cây. Nếu mà mọi người trồng đạt, em đếm rồi ha, tức là mỗi một chậu em đếm rồi, thì đi 4 cây ha. Nếu mà đi 4 cây hoặc là 5 cây thì đối với cái chậu 8 cây á, thì nó sẽ từ 60 bông trở lên một cái chậu, trên một cái chậu ha. Tức là nếu mọi người đi 4 cây như đây em ha, nè, thì nó khoảng 60 bông. Hồi nãy em đếm rồi, nó hơn 6 bông ha, khoảng 61-62 bông vậy ha, trên một cái chậu thì nó khoảng là 60 bông ăn lên. Đây nè ha, thằng này cũng vậy nè ha, 60 bông lên đối với cái chậu 8 cây ha. Đối với chậu 8 cây
thì em gọi là đạt ha, tức là chèo nó lên đều thì bông nó mới lên đủ ha, chứ còn chèo mà nó lên yếu thì cái bông mình nó lên là rất là thấp ha, rất là ít ha. Còn đối với cái chậu 5 cây, đây là 5 cây. Cho người xem ha. Nè, 5 cây nè. Chậu C12 ha. Này nè, thì nói chung là mọi người nhìn cái chậu thùng này là mọi người biết rồi ha. Đó, chậu C12 đó đó nè. C12 để em zoom lại cái ha. Đó, C12 ha. Thì đối với cái chậu C12 này á, mọi người trồng 5 cây thì nếu mà đạt chèo, cái chèo nó lên đủ. Nếu mà đạt ha, nếu mà đi 4 cơi á, 4 cơi thì nó khoảng là, để coi, mỗi một cây nó lên là 8 cái bông ha, 8 cái bông. Thì 5 cây đó, 8 lần 5 40, đúng không? 40. Thì nếu mà mọi người trồng đạt thì nó sẽ lên từ 35 bông cho đến 40 bông trên một cái chậu là này. Này ha, 5 cây ha, đây nè, 5 cây nè. Đó, 5 cây nè ha. Thì nếu mà đi đi 4 cơi ha. 4 cơi là mỗi một cái cây á là của mọi người là lên là 8 bông. Tức là 4 cây tức là 4 cặp lá. 4 cặp lá nó lên 4 cái chèo thì lên được 8 bông ha. 8 bông thì 8 mà nhân cho 5 cây thì nó ra là khoảng 40 bông, nhưng mà nếu mọi người đạt, trồng đạt thì từ 35 cây ha trở lên ha gọi là đạt. Còn nếu mà thấp hơn nữa thì mình cái chèo của mình nó không có đạt ha. Thì đó là cái bông mà em nói trong cái thời điểm hiện tại bây giờ là nó như thế này, là trong cái vườn của em ha, thì nó như thế này nè. Thì mọi người xem, Tết là bắt đầu nó căng hết cỡ. 30 là bắt đầu 30 mùng 1 nó sẽ căng hết cỡ ha. Rồi thì em sẽ vào cái tiêu đề chính. Vào cái tiêu đề chính ha, là cái giá thể. Thì nói về cái giá thể trồng vạn thọ thì trước tiên ha, trước tiên thì mọi người nên hiểu cái giá thể trước tiên nó phải sạch. Sạch là sạch như thế nào ha? Sạch thì không phải sạch cái kiểu mà rửa xà bông ha. Sạch tức là sạch khuẩn, sạch mầm bệnh ha, tức là sạch về cái độ mà mặn chát của sơ dừa cho tấu, tức là những cái loại đó nó đều phải sạch, chứ không phải là sạch kiểu đi rửa mà sạch ha, không phải vấn đề đó ha. Tức là sạch, là sạch, sạch nấm khuẩn, sạch mầm bệnh. Trong cái giá thể thì mình trồng cái cây vạn thọ nó phát rất là nhanh, cái thứ nhất. Cái thứ hai, nó ít nấm bệnh ha, nó ít nấm bệnh ha, tức là những cái bệnh héo xanh thì nó bắt nguồn từ cái giá thể là nó đi lên, tức là những loại vi khuẩn độc hại ha, là của con vi khuẩn héo xanh á, tức là những vi khuẩn không có hại cho cây nó bắt nguồn từ cái giá thể nó đi lên ha. Rồi thì cái cách phối trộn giá thể ha, thì em cũng nói luôn, nếu mà mọi người có trồng tro trong thời điểm hiện tại bây giờ, ăn Tết xong mọi người mua, mọi người tìm một cái gốc nào đó, dục cái bỏ đó ra, bỏ đó luôn đi cho em ha. Tức là tìm một cái gốc nào mà mình ít tới lui ha, mình dục bỏ đó đi. Tức là mình cho cái tro đó đó là mình xả theo kiểu tự nhiên ha, chứ không phải mà xả cái dòng dập ha. Nếu mà mọi người rảnh á thì qua Tết mình trồng bao nhiêu là bắt đầu là mình mua ha, là bắt đầu mình dục tro trước đi ha. Còn giờ nó nói về mà cái cách phối trộn giá thể thì rất nhiều, nói chung là cái giá thể nó rất nhiều loại, thì mọi người chọn cái loại nào mà nó phù hợp, cái thứ nhất phù hợp cái chỗ của mình, cái thứ hai mình dễ tìm mua ha, và cái thứ ba là mình dễ làm ha, dễ làm hơn. Thì em á, riêng em thì em đi là cái giá thể của em ha, một tro một trấu và một sơ dừa, một tro một trấu một sơ dừa ha. Hoặc là mọi người có thể đi nửa tro nửa trấu và một sơ dừa. Người lưu ý kỹ giúp em ha. Và em sẽ nói luôn những cái thành phần đó là nó như thế nào ha. Rồi thì cái thứ nhất là tro. Tro ha, là cái nhiệm vụ của thằng tro. Thì cái nhiệm vụ của thằng tro á, nó chả có gì hết trơn á. Thằng tro với thằng tấu với thằng sơ dừa, ba thằng đó, em thật tình mà nói ha, ba thằng đó nó không có cái gì gọi là tốt cho cái cây của mình hết. À, nó chỉ là một cái giá thể để mà cái cây vạn thọ của mình bắt rễ vào đó mà nó hấp thụ nước và phân từ bên ngoài, là của mình ăn, của mình trồng á, từ bên ngoài mà đưa vào để mà nó ăn. Chứ ba cái loại đó là nó không có cái gì gọi là phân ha, nó không có gì gọi là phân hết.
nó chỉ là cái nhiệm vụ chính của nó, chỉ là cái giá thể để cho cái cây văn thọ của mình bám rễ vào đó. Trong khi mình tưới nước hoặc là tưới phân thì nó sẽ hấp thụ, nó sẽ ăn lên ha. Chứ là đừng, mọi người đừng có nghĩ là mấy cái đó là tốt, là phân hữu cơ. Không phải ha. Không phải. Nó chỉ là một cái giá thể thôi để cho cái cây văn thọ mình bám cái rễ vào đó, hấp thụ nước và phân ha. Rồi cái thứ nhất, nhiệm vụ của con tro. Cái nhiệm vụ của con tro ha, là cái thứ nhất là giá thành nó rẻ. Tại sao mà mọi người là tin dùng cái thằng tro, không phải là tin dùng hay là này nọ, tức là tại sao mọi người trộn cái giá thể cho văn thọ là bắt buộc phải có tro ha. Tức là anh em thích, tức là mọi người thích cái giá thể như thế nào. Em không cần biết ha, tức là mỗi người có một cách phối trộn giá thể khác nhau ha. Tức là tro giá thành nó rẻ nè, cái thứ nhất. Nhưng mà nó cái tác dụng của nó ha, là cái thằng tro là cái thứ nhất, nó giữ nước. Nó giữ nước rất là giữ nhiều. Chứ mọi người đừng có cái khái niệm mà thằng tro nó là thoát nước ha. Thằng tro nó là cái thằng giữ nước. Nè, đầu tiên nó là thằng giữ nước nè ha. Tại vì khi mọi người thấy đó, khi mà mọi người trồng tro không, tro rất là nhiều ha. Thì khi mà mọi người tưới á, tưới đúng không? Trời nắng gắt. Thì mọi người xem mà nắng gắt ở trên á, thì cái bề mặt của thằng tro đen á, nó trắng luôn ha. Khi mà nắng gắt nó trắng, thậm chí gió là bay bụi luôn. Nhưng mà ha, mọi người để ý, ở dưới đáy lúc nào nó cũng ẩm, tức là nó không thoát nước, nó chỉ khô là khô bề mặt thôi, dưới đáy nó không có thoát nước ha. Đó là thằng tro. Rồi đến thằng trấu. Thằng trấu ha, thằng trấu nó cũng không là cái gì tốt cho cái cây văn thọ hết ha. Nó cái nhiệm vụ của thằng trấu nó là để thoát nước. Trấu sống ha, trấu sống á, là nó chỉ là để thoát nước mà thôi ha. Rồi đến thằng sơ dừa. Cái thằng sơ dừa tức là mụn dừa ha, chứ không phải là cái chỉ sơ dừa. Mọi người lưu ý kỹ ăn, tức là mụn dừa. Khi mà mọi người mua sơ dừa thì mọi người gặp những cái chỉ sơ dừa á, thì mọi người nên vũ ha, vũ cho nó, bỏ nó ra ngoài đi ha. Cái nhiệm vụ của thằng mụn dừa nó là cái thằng vừa giữ nước, nhưng mà nó vừa làm tơi xốp cho cái giá thể của cái chậu văn thọ mình trồng. Vừa giữ nước ha, mà nó cũng là làm cho tơi xốp, nói diện tấu ha, nó làm cho tơi xốp. Thì ba thằng đó mọi người phối trộn vô, thì cái thứ nhất á là giữ được nước nè ha, giữ được nước cho cái chậu văn thọ, nhưng mà nó không giữ được là cái bằng mà nó không kiểu cái bằng mà nó ngậm nước quá lâu ha. Vừa thoát nước, vừa đã tạo được cái độ thông thoáng cho cái chậu văn thọ của mình, là cái cách đó là cái cách mà phối mà giá thể ha. Thì em trồng hiện tại bây giờ nè, thì mọi người thấy ha, sơ dừa có, trấu có và tro đen có. Rồi cái đó là cái cách thứ nhất, cái cách mà phối trộn ha. Rồi tro, cách xử lý những loại đó. Tro đen thì mọi người rảnh cứ dục đi ha, ăn Tết xong thì cứ dục gốc nào gốc đi, bỏ đi. Rồi nắng mưa nguyên một năm trời thì ông trời ông xả giùm mình rồi ha, ông xả giùm mình rồi thì lúc đó mọi người đem vô mọi người trộn, mọi người không cần phải là xả nước này nọ ha, nếu mà rảnh. Còn nếu mà không rảnh á thì 3-4 tháng sau cũng được ha, tức là không cần phải là qua Tết là làm liền. Nhưng mà nếu mà mọi người làm liền thì nó rất là tốt ha. Tại vì trong thành phần tro đen á, là cái thứ nhất á là nó có cái chất mặn, mặn của tro, tức là sau khi đốt nó có một cái chất mặn của tro. Là cái thứ hai, nếu mà trúng những cái chỗ mà người ta làm tro mà người ta đốt ha, mà trúng mà nếu mà tro lò gạch á thì đôi khi mà đưa ra thì nó sẽ có ha, nếu mà người ta dập nước á, trúng những cái nước mặn á, thì mình cũng phải là bắt đầu xả nó mặn của nước và mặn của tro, thì mình phải xả ha, tức là mình dục cả năm trời là thằng tro mình đem vô mình trộn là rất là ok ha. Rồi đối với sơ dừa, vỏ trấu. Sơ dừa thì mọi người cũng nên mua trước tầm khoảng vài tháng, tức là khoảng 5-6 tháng gì đó ha. Tức là cái khi mà cái thời tiết nó còn mưa, bắt đầu giữa tháng 5 ha. Giữa tháng 5 tức là nửa năm á, thì mọi người mua, mọi người cũng dục một gốc nào đó, thì cứ để cho thời tiết ha, để cho ông trời ông xả giùm mình luôn ha. Rồi thì hai cái loại đó, nếu mà mọi người mua sớm, nếu hàng sơ dừa, hàng sơ dừa mà mọi người mua sớm quá thì tới thời điểm đó thì cho đến cuối năm thì nó sẽ nát ha, nó sẽ mục, nó mục dữ lắm ha. Thì khoảng 6 tháng đi ha. Rồi còn hàng trấu thì khúc sau hãy mua, khi nào mình trộn thì mình hãy mua ha, chứ không cần hàng trấu sống, không cần phải mua sớm. Rồi
sau khi mà mọi người ngâm xả để thời gian nó quá lâu đối với những cái đó hen, thì mọi người trộn lại giúp em, tức là trộn đều ba cái thứ đó lại giúp em. Và mọi người lưu ý, nếu mà có phân chuồng, phân bò ha, nhất là phân bò, phân chuồng, tại vì mình nhà vườn chọn chuộng phân bò á, là tại vì nó rẻ hen. Nếu mà có phân bò thì trong thời điểm mà gần Tết, còn cách khoảng 6 tháng đi hen, 6 tháng thì trong thời điểm đó đó, phân bò mọi người ủ riêng hen, phân bò thì mọi người có thể là cái thứ nhất là mọi người có thể là mọi người để đó, mọi người ủ, mọi người trùm bao, mọi người ủ. Cái thứ hai, mọi người chờ đến khi mà gần Tết á, tức là còn khoảng 4-5 tháng, hoặc là 4-5 tháng gì đó hen, thì mọi người trộn chung hết, chung với thằng phân bò luôn. Rồi mọi người ủ vô cho em là nấm Tico Đạt Ma, cái thứ nhất hen, nấm Tico Đạt Ma. Tức là mình ủ phân chuồng trước trong cái giá thể để mà cho cái cây dạng thổ của mình sau khi mà mình xuống vỏ là nó có cái mà nó ăn hen, nó có cái mà nó ăn thì cái cây mình nó mới phát triển được. Còn với tỷ lệ phân bò thì mọi người cũng pha cũng giống như mấy người kia luôn. Tức là một bao tro, một bao trấu, một bao sữa dừa và một bao phân bò. Ha, cái tỷ lệ như nhau luôn ha. Tại vì cái bao phân bò nó nhỏ, bao phân bò nó rất là nhỏ ha, thì mọi người phối trộn mỗi thứ, tức là một đều, mỗi thứ một bao. Rồi á, sau khi mọi người trộn lại hết luôn ha, thì nếu mà mọi người rảnh á thì mọi người làm trước khoảng 5-6 tháng đi ha. 5-6 tháng, tại vì cái thằng nấm Tico Đạt Ma cái thời gian mà nó có tác dụng là nó từ nửa tháng trở lên. Tức là thời gian sau khi mà mình tưới hoặc là trộn thì nó có tác dụng là từ nửa tháng trở lên nó mới sinh ra được cái con nấm. Nó mới sinh ra được con khuẩn mà khuẩn có lợi ha, là cái đó là nấm Tico Đạt Ma. Nó mới sinh ra những con đó thì nó mới phát sinh ra là nó rất là nhiều trong cái thời gian mà từ 1 tháng trở lên, 1 tháng đến 6 tháng. Cái thời gian mà từ 5 tháng đến 6 tháng, tức là những loại nấm Tico Đạt Ma nó phát huy rất là hiệu quả. Nó phát huy rất là hiệu quả ha. Là một á, là mọi người ủ là hàng Tico Đạt Ma. Hai là mọi người ủ men vi sinh. Tức là men vi sinh là gồm những loại men mà người ta để mà ủ phân, ủ gom. Tức là sau khi tưới là khoảng 3 tháng sau là mọi người có thể trồng được ha. Cái thằng men vi sinh nó sẽ nhanh hơn nấm Tico. Nhưng mà nếu mọi người rảnh á thì em cũng khuyên mọi người ha, nên ủ nấm Tico. Thì sau khi mọi người ủ thêm trộn đều một đống rồi gì, tìm một cái bao, mọi người tưới nấm Tico vô xong, tìm một cái bao trùm nó lại, đừng có để cho mưa thêm nữa ha. Thì trong cái thời gian trùm á thì nấm nó bắt đầu mới phát huy tác dụng. Cái đỉnh điểm của nó từ là bắt đầu từ 4 cho đến 5 tháng là lúc đó nấm nó mới phát huy tác dụng ha. Lúc đó nó đã nhiều. Thì trong những con nấm mà có lợi đó đó, nó sẽ ăn những cái con nấm có hại. Là em nói nôm na gồm những nấm về thúi thân này nọ, héo xanh này ha, là những con nấm nó bị con là Tico Đạt Ma nó sẽ tiêu diệt ha. Và cái đó là cái cách mà mình để mà mình đi cái giá thể cho cái thời gian, cho cái mùa vụ tới ha. Tức là em lo hơi xa ha, nhưng mà phải có một cái clip để cho mọi người tham khảo trước. Chứ nhiều khi sang năm em lưu bu ha, và những cái vấn đề đó đó em không có chia sẻ lên trước được ha. Tại vì cái thời điểm đó đó, trong cái thời điểm đó thì em làm mai vàng ha, em làm mai vàng, cho nên em chưa có lên được trong những cái clip dạng thọ đó ha. Rồi thì cái clip ngày mai em sẽ nói về cái cách đi phân, tổng hợp những cách đi phân cho cây dạng thọ qua từng giai đoạn để cho tất cả mọi người có cái cách mà mình tham khảo về phân thuốc ha. Rồi thì em xin tạm biệt tất cả mọi người ha, hẹn mọi người lại clip sau.